Có phiền anh không? Em vào đi. Giới thiệu Duy Triết, đây là Vi, em gái của tôi, là tân giám đốc điều hành của công ty. Còn đây là Triết, kỹ sư hóa thực phẩm, tuổi trẻ tài cao. Rất hân hạnh được quen biết với cô Vi. Nào. Sao tôi nhìn anh có nét gì đó quen quen vậy hả? Em nhắc anh phải nhớ. Nhìn anh giống... Giống ai anh? Giống Triều. Có đúng không? Triều là bà nào vậy? Bà có đẹp không? Đẹp phải so sánh với tôi nha. Không đẹp được có so sánh à? À không, Triều là con trai, bạn cũ của tôi thôi. Tự nhiên so sánh ta với con trai à? Quỷ à. À được rồi, Vi ngồi xuống đi. Xin lỗi. Ngồi đi. Với lời đề nghị này của anh, thực sự tôi không có ý định bán bằng sáng chế loại cà phê này đâu. Cho dù là 1 triệu hay 10 triệu đô thì đối với tôi nó là vô giá. Nhưng mà bù lại, tôi cần một người như anh để tôi làm ăn. Tại vì tôi đang thiếu vốn đầu tư, mà tôi cũng không có đầu ra. Và biết đâu sau này tôi cũng cần có một bờ vai như anh. Muốn chia bao nhiêu? 5 năm đi. Không được, như vậy thì cao quá. Bên tôi chịu chi phí sản xuất và chi phí quảng bá nữa chi. Nhưng mà tôi lại có một cái vũ khí bất khả chiến bại nha. Có loại cà phê này, anh có thể chiếm lĩnh độc bá thị trường. Mà anh biết thị trường cà phê của Việt Nam này nó lớn tới mức độ nào. Được rồi, để chúng tôi bàn lại rồi sẽ thông báo cho anh sau nha. Vì sao mà anh lại đem sản phẩm của anh tới đây chào hàng mà không phải là một công ty khác? Đơn giản thôi, tại vì tiếng vang của trà xanh của Tiên Xanh rất là hấp dẫn với tôi. Nó là động lực đưa tôi tới đây. Như vậy là anh bạn có tầm nhìn xa đó. Nhìn xa lắm. Thôi, không làm phiền hai người nữa, chắc là tôi xin phép đi về. Trong vòng 1 tuần, tôi muốn câu trả lời của anh. Nếu như không có sự trả lời nào từ anh thì có lẽ tôi sẽ đem loại cà phê này qua một công ty khác. Lúc đó anh có kêu lại thì chỉ có mình thân xác tôi lại thôi. Thôi tôi xin phép tôi về nha, không làm phiền hai người cảm nữa. Cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Chào. Chào anh. Chào người đẹp. Quên. Thanh Kiều anh. Xin mời. Đinh khè tôi à. Anh điên hay sao mà dám chia 5 năm với hắn? Không có nhà đầu tư nào mà chấp nhận cái tỷ lệ đó hết á. Em chưa gì á, lên mặt dạy đời anh à. Em có biết loại cà phê này tác dụng như thế nào không? Có khả năng gây nghiện và hàm lượng caffeine gấp 5 lần bình thường. Nếu đưa vào sản xuất á, loại này doanh số của chúng ta sẽ rất là cao. Anh mới chỉ nghe hắn nói về thôi mà đã tin sái cổ rồi hả? Ngay lập tức anh sẽ đưa mẫu sản phẩm này qua bên phòng bào chế để kiểm định. Nếu đúng như những gì hắn nói á, chúng ta sẽ không để đối thủ hớt tay trên được đâu. Nói gì thì nói, em cũng phải đồng ý thì anh mới được tiến hành. Anh có hiểu chưa? Chưa gì muốn lên đầu anh ngồi sao? Không phải, công ty này là của chung mà, chứ không phải là của riêng anh. Cho nên quyết định quan trọng nào anh cũng phải thông qua em. Trà xanh cô ty bây giờ có thông qua em đâu, vẫn là sản phẩm chủ lực của công ty mà. Anh đừng có mang chuyện đó ra mà dằn mặt em nha. Nếu lỡ nó thất bại thì anh đổ thừa cho ai đây? Thôi, anh không muốn tranh cãi với em nữa. Nếu để người ngoài biết được á, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi. Em hiểu không? Hey, có ai nhận ra mày không?
quan trọng là thằng gì có nhận ra mày không? Với một giác sắc qua giường nguyệt hẹn như vậy, con ông còn phải chết với bằng gọt của em. Thử hỏi hắn ta có chết không? Anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Tôi chỉ diễn cho mấy người coi thử coi tôi có diễn đạt hay không. Bà tưởng tôi bê ông chắc. Sao? Rồi cà phê làm sao? Kết quả làm sao? Cà phê của anh pha cho em đã làm cho hắn ta mê mẩn. Chắc chắn sớm muộn gì hắn ta cũng ký hợp đồng thôi. Mình không cần tiền, chỉ cần hắn đưa vào sản xuất là rơi vào kế hoạch của mình rồi. Vì cái thì không có lăng tăng gì hết, nhưng mà Vi thì có. Cái gì? Sao có con Vi ở đây nữa? Việc đã giới thiệu Vi là tân CEO của công ty. Vậy là tụi nó chưa mặt ra hết rồi hả? Không có. Việc vẫn nói Vi là em gái của hắn ta. Anh em? Vậy là họ lộn luôn rồi. Chắc chắn họ không phải là anh em rồi. Đúng không Cindy? Đúng. Khi em nghe lén á, họ nói chuyện với nhau rất là thân mật, tình cảm rất mãnh liệt. Làm sao có thể là anh em được? Không là anh em, vậy họ không phải là con của ông Công và bà Mai rồi. Việc thì chắc chắn không phải là con của bà Mai rồi. Chuyện này thì ai cũng biết, nhưng mà thân thế của Vi á thì đáng nghi ngờ. Bí mật đó chỉ có một người mới có thể giải mã được thôi. Ai? Ai? Người đó sớm muộn gì cũng sẽ cùng chung chiến tuyến với chúng ta. Ủa Vi, em chưa ngủ sao? Anh bị điên hả? Em phải về công ty ngủ thì mới hợp phép chứ. Em tính ở đến khi nào đây? Tới khi nào mà em gây lộn một trận tưng bừng với bà Mai, rồi lúc đó em sẽ lấy cớ chọn về để ở luôn. Khi nào thì chuyện đó mới xảy ra? Sớm thôi. Nghe tin em về lại công ty làm á là bà đã sôi máu lên rồi. Kể cả thằng Vũ, nó đã dọn ra ngoài ở riêng. Bây giờ ở nhà bà Mai như là cái xác không hồn vậy đó. Cũng đáng đời bà. Anh còn muốn bà thê thảm hơn như vậy nữa kìa. Anh muốn bà sống dở chết dở mới đền được tội của bà đã gây ra trong quá khứ cho mẹ của anh và mẹ ruột của em. Em hiểu mà. Chuyện gì tới rồi nó cũng sẽ tới thôi. À quên nữa, cái chuyện con mèo lông vàng của anh tới đâu rồi? Em nói con Cindy hả? Nó về Mỹ rồi. Một đi không trở lại, chắc rất căm hận anh. Khi nào? 3 tháng rồi. Đó cũng là thời gian hứa hẹn đã hết. Nhưng anh không muốn về. Anh tìm cách nó cớ thằng Tuấn chưa bào chế xong giống trà mới. Để câu thời gian. Nó chịu không nổi, nên tự động bỏ về trước thôi. Trước khi đi á, nó cũng không quên quyền rủa anh. Còn cái thằng cù lần kia thì sao? Nó giữ ngày đêm nghiên cứu giống trà mới cho anh. Không phải cái trà xanh cô tiên của anh á là sản xuất theo công thức cũ sao? Nè, em không biết hay là giả vờ không biết vậy? Đây chỉ là cái cách nham hiểm để mà anh đẩy nó ra thôi. Anh không sợ nó phát hiện ra rồi thương ngược lại anh hả? Thương thì được cái gì? Chẳng khác nào con kiến đi kiện củ khoai. Bằng sáng chế bây giờ đã chuyển nhượng cho anh rồi, với một cái giá rất rẻ, chỉ với 500 triệu đồng. Nhưng trên danh nghĩa anh hỗ trợ chi phí sản xuất, mà nó ngày đêm nghiên cứu cho anh. Anh cũng ranh ma thiệt. Cũng giống như tên Triết em gặp hồi chiều thôi. Cứ tìm cách dụ dỗ hắn, đồng với những điều khoản của hắn trước. Sau đó chúng ta tìm cách đẩy nó ra, mình độc quyền bằng sáng chế. Bà Mai đang làm loạn ngoài cửa kìa ông chủ. Em ở đây đi, đến ra giải quyết. Tụi bay buông tao ra, đây là nhà của tao, tao có quyền vô. Tụi bay biết chưa, tụi có lũ là bò, buông tao ra. Bà không có quyền gì đây hết. Mày dám đụng vô người của tao hả? Buông ra, buông ra. Có gì á thì cứ từ từ mà nói đi, đừng có dịch áo cho người xem lưng như vậy. Mày kêu tụi nó buông tao ra. Mày đứa, giữ bà chặt chặt một chút nha, có chừng bà cắn một cái là đi chích ngừa đó. Mày
đúng là đồ khốn nạn mà. Thằng Diệt, đúng là đồ quái thai. Tao hối hận gì lúc trước đã không đá đít mày ra khỏi cái nhà này. Nè, bà nghĩ bà tự do tắc quái tắc quái sao? Ba tôi từ lâu á đã xem bà như cái gái trong mắt rồi. Cha con của mày đúng là cái đồ cặn bã của xã hội mà. Bà... rác rưởi như bà đánh cũng dơ tay tôi thôi. Mày đúng là cái thằng ăn cướp. Mày phải trả lại tất cả những gì mày lấy của tao. Mày nghe chưa? Được thôi, để tôi trả cho bà. Cứ bình tĩnh đi. Cầm rồi biến đi. Buông ra. Mày đứng lại đó. Mày ăn cho hết đi. Khốn nạn. Mày, cái thằng làm lan giả sói như mày, trước sau gì cũng bị trời trả báo à. Tôi không thấy quả báo đâu. Tôi đang thấy quả báo đang dựng trên người của bà kìa. Bàn tay bà nhộm đầy máu trong quá khứ rồi. Mẹ con mày chết thì liên quan gì đến tao chứ? Hả? Bà cứ tự bào chữa cho bản thân mình khi đối diện với tử thần đi. Lúc đó mẹ tôi sẽ xuất hiện và tháp trùng bà về thế giới bên kia. Khốn nạn, mày sẽ bị quả báo mà. Mày sẽ bị quả báo. Buông tao ra, mấy cái thằng này. Buông tao ra. Mở cửa. Mở cửa gì cho tao. Mở cửa không. Hả? Mở cửa ra. Mở cửa ra cho tao. Nghe chưa? Hả? Mấy cái thằng kia. Mở cửa. Mở cửa ra. Anh Diệt, anh nhớ mẹ sao? Nếu được đổi cả gia tài này để sống với mẹ, cho dù ăn cơm đồng, anh cũng không hề do dự đâu. Miếng rượu đi. Vũ Quang, Vũ Quang, cho em miếng rượu đi. Vũ Quang, Vũ Quang đâu rồi, cho thêm rượu đi. Trời đất ơi, sai xỉn quá rồi. Tính tiền đi rồi đi về, mai mốt tôi uống nữa. Trời ơi, cho tôi rượu đi, bà nói nhiều quá. Tôi nói quán tôi hết rượu rồi, bà về đi, muốn uống mãi tao uống nữa. Bà nghĩ sao vậy, bao nhiêu người ta ngồi đây người ta uống rồi mà bà nói bà hết rượu bà. Bây giờ tôi hỏi bà có đem rượu cho tôi uống không? Không, hết rượu rồi, bây giờ bà về đi, mai tao uống nữa. Bà khinh thường tôi chứ gì. Bà nói tôi không có tiền phải không? Đây đây. Bao nhiêu đây tiền có đủ để tôi mua rượu của bà không? Đem rượu ra. Đem rượu ra. Nói là quán hết rượu rồi, không có bán nữa, bà về đi. Bà, trời ơi, bà giỡn mặt với tôi hả? Ôi, bà xỉn quá rồi, bà về đi. Bà mà không đem rượu ra là tôi cho bà đi bán muối luôn nha bà. Ăn dạ. Rượu chục cuốn rồi nói chuyện như khùng. Bà giỡn mặt. Trời ơi, lấy rượu ra cho tôi nữa hả? Trời ơi, đi về đi. Xỉn rượu sao? Đâu? Đi về giùm con gái đi. Hết rượu rồi, đem rượu không có bán nữa. Em rượu cho tôi. Xỉn quá rồi. Được rồi, được rồi. Rượu đi. Đây. Đây là bà chị của em. Bà dậu say riết rồi tối ngày bà quậy hoài, khổ ghê vậy đó. Chị, hai đây. Chị em đi. Bao nhiêu tiền em đền cho chị nha. Thôi được rồi, dẫn bà về đi. Dạ, đây. Tiền đây. Nào dễ thương. Nhiều đi đủ rồi. Thế nhậu đi chị. Thôi bây giờ xỉn rồi, im đi, dẫn bà về đi. Dạ rồi, dạ. Em đưa về liền. Dạ, dạ. Chị đi về. Đi đâu? Ê, mày định mua bán người qua biên giới hả? Chị đi. Sáng cái bây giờ. Nếu mà vậy là tôi đang giúp rồi đó. Đi về. Dậu dẹp cái rồi điên nhỉ. Rượu đi. Đi về ngủ đi.
Dẫu gì cũng biết nè. Rồi đi để nhậu tiếp. Lên xe. Cậu là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Tối qua bà sai quá, cho nên tôi đã đưa bà về đây ngủ. Vì nhà của bà chưa đóng tiền, cho nên đã bị người ta lấy lại, có đúng không? Tại sao cậu lại biết rõ về tôi như vậy? Cậu theo dõi tôi à? Bà quá kích động đã. Tiền nhà của bà tôi đã đóng rồi, bây giờ bà có thể về ở. Cậu là ai? Là người mà bà đã từng muốn lợi dụng. Nhưng bây giờ có lẽ chúng ta đang đứng chung chiến tuyến. Đừng có ốp úp mở mở nữa. Cậu muốn gì? Cứ nói thẳng ra đi. Triệu. Triệu, cậu còn sống à? Bà không vui sao? Nhưng mà mặt cậu bị cái gì ghê vậy? Đó là món quà mà con trai và con gái của bà đã ban tặng cho tôi đó. Thằng Việt với con Vi. Bà có thù bọn họ không? Tôi không biết có thù hay không, nhưng tôi muốn xé xác bọn nó ra. Nếu vậy chúng ta sẽ bắt tay nhau. Ý cậu là sao? Vi có phải là con ruột của bà và ông Công không? Sao cậu lại hỏi cái câu ngớ ngẩn như vậy? Vì tôi thấy mối quan hệ của hai người không được bình thường. Đương nhiên rồi, tụi nó liên kết lại để cố tình chơi tôi mà. Nhưng mà tôi dám chắc, cái này là do con Vi nó bị thằng Việt dụ dỗ, chứ nó không đời nào dám nhúng tay vào cái chết của ba nó đâu. Bà có nói dối tôi không? Tôi bây giờ thân tàn ma dại như vậy, tôi nói dối cậu để làm cái gì chứ? Nhưng kế hoạch trả thù của cậu là sao? Nói cho tôi biết đi. Rồi bà sẽ sớm biết thôi. Tôi sẽ giúp bà lấy lại công bằng cho chính mình. Được rồi, vậy khi nào cậu cần tôi hỗ trợ cái gì, cậu cứ nói. Nếu trong khả năng, tôi sẽ giúp hết sức của mình. Điều tôi cần bà hỗ trợ tốt nhất đó là bà hãy giữ bí mật về sự xuất hiện của tôi. Nếu bí mật này bị lộ ra ngoài, coi như kế hoạch của chúng ta thất bại từ trong kiếp nước. Được, cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ hé lộ, dù chỉ là nửa lời.